Xin chào quý khán giả thân yêu trên kênh LTK Bonsai. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị. Hôm nay kênh xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị tại nhà vườn của Ngọc Bích một số hoa kiển để chơi Tết, hoa giấy Mỹ ghép nhiều màu và một số khác nha. Số điện thoại liên lạc Ngọc Bích thì có ghi trên tiêu đề, quý cô chú anh chị gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo để được tư vấn hỗ trợ mua hàng sớm nhất nha. Rồi chào Bích. Dạ, em mới chào cô chú anh chị gần xa, đây xin kênh anh LTK Bonsai nha. Em tên là Ngọc Bích, em ở Lai Dung, Đồng Tháp. Số điện thoại liên hệ mua hàng của em là 0706 961 085. Trong clip đợt này em muốn giao lưu với tất cả các cô chú anh chị một số hoa giấy ngũ sắc và một số loại giấy ghép khác nha, để chơi Tết nha. Và phần cuối clip thì em xin giao lưu thêm một số cây hoa tre mẫu đơn màu đỏ nha cô chú anh chị. Trong clip đợt này em cũng rất mong được sự ủng hộ từ cô chú anh chị gần xa dành cho nhà vườn em nha. Dạ em xin cảm ơn. Đầu tiên là em vô cây số 1 nha. Cây ngũ sắc à. Lá là lá thái nha cô chú anh chị. Ngũ sắc lá thái bên em là lá thái thường thì cái dòng này nó rất là siêu bông luôn nha. Cây là đen đủ chuẩn 5 màu nha. Màu đỏ, màu trắng phước hồng, màu kem, màu hồng sắc pháo. Và một màu vàng nữa nha. Màu vàng ở bên đây. Đủ hết 5 mặt hoa ha. Phơm tàn này là như về mình làm cây dù cũng được nha cô chú anh chị. Nó xòe tàn nhánh nha nè. Phơm tàn rất là dày đặc luôn. Cao 1m5, tán ngang 1m4, hoành thân là 17 nha. Củ đế thì rất là tròn trịa luôn nha cô chú anh chị. Không có thẹo gì hết, không chạy suốt nha. Củ rất là đặc luôn ạ. Tổng củ em đo là 45. Củ nè, rất là đặc nha cô chú anh chị. Hai tay em ôm không dép nha. Trong quá trình ship á, thì giấy thì nó sẽ rụng một số bông và lá nha. Tại em quá trình em cắt nước á cô chú anh chị. Đi á, nó khô quá về mình cứ việc tưới nước nhiều vô thì nó đâm chồi lại mau lắm nha. Cây hoa giấy này là nụ nó sẽ đâm chồi hoài nha cô chú anh chị. Mình sẽ chơi quanh năm luôn nha. Rồi mã số 1 em xin vô luôn là 800.000, em bao ship toàn quốc. Khi ship thì em ship luôn cả chậu như thế này luôn. Tiếp theo mã số 2 cũng là một cây giấy ngũ sắc luôn nha cô chú anh chị. Cây số 1 và cây số 2 cái phơm tàn nó giống giống nhau, có độ khó khăn luôn nè cô chú anh chị. Cây có độ khó khăn nha. Cao 1m6, tán ngang 1m4 nha. Cây thì lên là đủ 5 mặt hoa hết rồi nha cô chú anh chị. Đủ 5 mặt hoa luôn rồi. Phơm tàn thì tàn tán thì rất là đều nha. Rất là đều với cái cây luôn nha. Cao 1m6, tán ngang 1m4, hoành thân là 17 nha. Củ này là đế sổ luôn nha cô chú anh chị. Độ sổ của nó là 33 luôn nha. Rất là dày đặc luôn nha. Bộ đế nè. Rồi mã số 2 này em xin vô lưu là 800.000. Em bao ship toàn quốc luôn. Khi ship ship luôn cả chậu luôn. Tiếp theo mã số 3. Cây mã số 3 thì đang xây nụ luôn nha cô chú anh chị. Cây này là nụ bút bút rất là nhiều luôn nha. Một chùm hoa nở này cũng có nụ nè. Nụ rất là nhiều nụ luôn nha cô chú anh chị. Đủ quốc. Cây số 3 cũng là cây ngũ sắc luôn. Lá thì lá thái. Thường ngũ sắc là lá thái thì nó rất là siêu bông nha cô chú anh chị. Gốc thì gốc dí Mỹ nha. Củ nè, rất là sạch luôn nha. Không có thẹo, không chày xước gì hết. Củ rất là đẹp luôn. Củ nè, rất là đặc và quái luôn. Về mình thay vô cái chậu gốm sứ á, cây này mình trưng trước giữa nhà cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Giấy ngũ sắc 5 màu. Rồi mã số 3 này có chiều cao là 1m48, tay nghe 1m5, hoành 21,5. Mã số 3 này em xin giao lưu là 900.000. Em bao ship toàn quốc luôn. Khi ship ship luôn cả chậu luôn nha. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 cũng là một cây giấy ngũ sắc luôn nha cô chú anh chị. Gốc rất là lật nha. Gốc quá to lực luôn, nhìn cái gốc như là một cái gốc cổ thụ vậy nha. Gốc rất là già luôn rồi. Cây này thì đang cho ra nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Nụ thì chơi truyền quanh năm nha. Nụ này về chơi Tết rất là đẹp luôn. Đây, các mắt ghép thì đã được nó liền lại với nhau rồi nha cô chú anh chị.
thân thì có độ hất thân lên tí nha, tàn tán thì rất là đều luôn nha. Nhìn dáng rất là đẹp, gốc nè cô chú anh chị thấy gốc rất là già luôn nha. Em đo thử cái vẻ đế một cây cho cô chú anh chị mình xem nha. Tổng bể đế là 60 nha, 61 em tính 60, tổng bể đế 60. Thân rất là già lực luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 4 này cao 1m6, tay ngang 1m06, hoành 24. Mã số 4 em xin giao lưu là 950.000. Em bao ship toàn quốc luôn, khi ship ship luôn cả chậu như thế này luôn nha. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 là em có lên một cây giấy ngũ sắc luôn. Cây này có độ hất thân cao nha cô chú anh chị. Ai độ hất thân à, rất là cao. Nhìn cái dáng nè cô chú anh chị thấy dáng rất là đẹp luôn nha. Thân rất là lực luôn nha. Cây này cao 1m8, tay ngang 1m37. Cây thì đang cho đủ 5 mặt hoa hết nha cô chú anh chị. Đây. Cái thân nè cô chú anh chị, trong quá trình em vận chuyển xe á là nó hơi bị chạy xước nhẹ một tí xíu nha. Cái này em đã he keo liền rồi, rất là cứng nha cô chú anh chị, không phải là nó mềm gì hết nha. Cây rất là năng cây luôn, cây đen sống khỏe luôn. Em đo cái thân ở trên đây cho cô chú anh chị xem nha. Cái cây này rất là lực luôn. Thân ở trên đây là 17 nha. Rồi tổng cái hoành ở dưới đây là 25 nha. Củ đế thì tròn trịa rất là đẹp luôn nè cô chú anh chị. Cái bầu đế nè, đế rất là đặc luôn nha, không có thẹo gì hết nha. Nguyên bộ đế dưới đây nha. Cái thân hơi chạy chút xíu thôi. Cây như thế này em giao lưu cho cô chú anh chị mình là 950.000 thôi, em bao ship toàn quốc. Tại cái thân cây nó hơi bị chạy tí xíu, em giao lưu giá mềm cho cô chú anh chị mình chơi nha. Dáng cây rất là đẹp luôn nha. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 cũng là một cây ngũ sắc luôn nha. Đây. Giấy ngũ sắc. Cây này về làm tàn dù rất đẹp nha cô chú anh chị. Cao là tới 2m18 luôn nha. Tán ngang là 1m5 luôn. Hoành là 24.5 nha. Cây đen cho nụ rất là nhiều nụ nha cô chú anh chị. Đây nụ rất là nhiều nụ luôn. Đây mặt hoa nè. Tết cây này là về cô chú anh chị mình là nó bung nở gỗ hết nha cô chú anh chị. Phơm tàn thì cô chú anh chị thấy nó rất là dày đặc luôn ha. Phơm tàn chi đóng rất là đều luôn nè. Nhìn dáng như gian cây dù vậy nha. Củ đế cũng rất là lực luôn nha cô chú anh chị. Đế rất là đặc luôn nè. Đế chi đều ra nè. Củ rất là đặc luôn nha. Củ nè dáng rất là quái nè. Nó ra tới đây luôn nè cô chú anh chị. Củ rất là đặc luôn. Tổng bể là 50. Củ này chắc 30-40 ạ. Củ chắc 40 ạ. Rồi mã số 6 này hoành thân 24.5. Mã số 6 em xin giao lưu là 1.1 triệu nha. Cây như thế này chi phí đóng gói rất là cao luôn nha cô chú anh chị. Tại vì cái cây trên 2m là phí vận chuyển thì nó sẽ rất là cao rồi. Số điện thoại mua hàng của em là 0706 961 085 nha cô chú anh chị. Số đó cũng là số Zalo luôn nha, em đang xài luôn nha. Cái gì vậy? Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 là một cây tím tuyết nha cô chú anh chị. Tím tuyết thân một cốt nha. Mã số 7. Cao 1m, tán ngang 1m, hoành thân là 16. Đây mặt hoa tím tiết nè cô chú anh chị. Bông á nó có mùi thơm nhẹ nha. Khi mà bông nó gộ thì nó có mùi thơm nhẹ. Cây này thì đen cho búp nụ nè cô chú anh chị. Búp nụ rất là nhiều nụ nha. Đây nụ búp búp rất là nhiều. Ở trên cũng rất là nhiều luôn. Cây này mà chỗ kính cây là rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Thân thì được thân một cốt nha. Em đo chi tiết gõ cho cô chú anh chị. Từ cái đế em đo lên tới các mắt ghép này ha là 63 nha. Cây được khăn một cốt nè cô chú anh chị, khó khăn sọc luôn nha. Đây dáng này rất là đẹp luôn. Ở dưới mình nhìn lên là y ghê một cây dù nha. Cao 1m, tán ngang 1m, hoành 16. Mã số 7 em xin giao lưu 550.000.
em bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 cũng là một cây tím tiết luôn nha cô chú anh chị. Tím tiết này là gốc thân một cốt nha. Đây. Bông thì nụ thì rất là nhiều nha. Nụ này về mình chơi, các nụ này nó cũng xây chuyền chơi hoài quanh năm luôn. Nhưng mà những cái nụ này là về Tết là mình cũng chơi kịp. Cao 1m2 tới ngang 90, hoành thân 15,5. Thân cây một cốt nha. Rồi mã số 8 em xin giao lưu là 600.000, em bao ship toàn quốc luôn. Khi ship em xếp luôn cái chậu như thế này cho cô chú anh chị mình luôn nha. Những cây tím tiết này về mình thay chậu mình trưng trước nhà rất là đẹp nha cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 10. Không ta. 9. Tiếp theo là mã số 9 ạ. Mã số 9 cũng là một cây tím tiết luôn nha cô chú anh chị, thân là thân một cốt nha. Đây. Dáng rất là đẹp nha, dáng uống lượng nè cô chú anh chị. Cái gốc, cái dáng nhìn là y gan gốc bonsai nha. Về chi cành này nè, mình bẻ theo mấy nhánh này nè. Nhìn gốc uống lượng rất là đẹp nha. Gốc rất là quái luôn. Về mình thay vô chậu mình nâng củ đế này lên giúp em nha. Củ đế này còn nằm ở tuốt ở dưới đây nè. Về mình sen vô chậu quá. Rồi cao 1m32 tới ngang 80, hoành thân 16. Mã số 9 em xin giao lưu là 600.000, em bao ship toàn quốc luôn. Khi ship em ship luôn cả chậu luôn nha. Số 10. Số 10 là một cây hồng gân nha cô chú anh chị. Còn gọi là trắng quốc hồng nữa. Gốc là gốc dĩ Mỹ nha. Cao 1m3 tới ngang 1m3, hoành thân là 21. Ha, cái bông của nó rất là đẹp nha cô chú anh chị. Chính giữa này đường sọc sọc nè. Cánh hoa lớn nha. Rồi mã số 10 này em xin vô luôn 650.000, em bao ship toàn quốc luôn. Khi ship ship luôn cả chậu như thế này luôn nha. 1 với 12. Tiếp theo mã số 11 là một cây ba màu lửa nha cô chú anh chị. Thân thì thân một cốt nha. Ba màu lửa thân một cốt nha. Đây. Ba màu lửa thân một cốt, nhìn cái cây dáng cây rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cây này về mình lấy bo rất là nhiều bo nha. Đọt cũng rất là nhiều luôn nè. Cái này ba màu lửa, màu tím lửa nè. Màu cam lửa nè. Ủa màu đỏ lửa, tím lửa. Còn đây là màu cam lửa nè. Đây là màu cam lửa nè. Đủ ba màu lửa nha cô chú anh chị. Màu lửa này mà khi mà gỗ bông á, màu lửa này lên rất là đẹp luôn nha. Nó rất là gỗ. Xiên ra hoa. Cao 1m25, tái nghe 1m28, hoành thân 19. Mã số 11 em xin vô lưu 600.000. Tiếp theo mã số 12. Tiếp theo mã số 12 là một cây cũng này là cũng ba màu lửa luôn nha. Gốc thì gốc với Mỹ, nhìn dáng cây rất là quái nha cô chú anh chị. Ba màu lửa. Cô chú anh chị nào mình cần bo, mình mua những cái cây như thế này nè, tàn tán nhiều vậy nè, vì mình lấy bo rất là nhiều. Không thôi thì mình chơi bông cũng vậy. Bông tàn tán nhiều thì bông nó chỗ ra nó sẽ kín cái cây luôn, rất là đẹp nha. Cao 1m35, tán ngang 1m2, hoành thân là 19. Đế này rất là quái nha cô chú anh chị. Đế là không có vết thẹo gì hết nha. Rồi mã số 13 em xin vô luôn là 600.000, bao ship toàn quốc luôn. Ủa mã số 12. Xin lỗi nha, mã số 12 cây này mới là 13 nè. 13. 13 cũng là một cây đỏ lửa ba màu. Cao 1m5 tới ngang 1m2, hoành thân 18. Cây này thân một cốt nha cô chú anh chị. Tới các mắt ghép là 1m2. Cây là rất là đẹp, sạch nha, không vết thẹo gì hết nè. Đế này rất là sạch luôn, tới cái hoành thân này luôn nha. Thân cây, cái hoành thân ở đây là 12 luôn nha cô chú anh chị. Cây rất là năng nha, thân à, rất là lớn luôn. Rồi mã số 13 em xin giao lưu là 650.000,
Tiếp theo mã số 14. Cây này cũng là một cây ba màu lửa luôn nha cô chú anh chị. Ba màu lửa. Cái dáng này dáng bonsai nè cô chú anh chị. Đây nhìn cái dáng nè. Cây ba màu lửa này, này về mình uống theo mình vô dây á cô chú anh chị. Vô dây mình uống tầng tầng vậy cũng được này nha. Nhìn cái dáng như là dáng bonsai vậy. Trong quá trình em vận chuyển xe nó hơi chạy tí xíu nha cô chú anh chị. Nè nó hơi chạy nhẹ tí xíu nè trong quá trình em vận chuyển xe ba gác á. Vì có gì mình tha keo vô giúp em nha. Cho cũ ở dưới đây nè, nhìn cũ rất là quái luôn nha, rất là đặc luôn. Cao là 1m1, tán ngang 1m2, hoành 20. Mã số 14 em xin giao lưu 600.000. Em bao ship toàn quốc nha. Khi ship thì em ship luôn cả chậu luôn. Tiếp theo mã số 15 là một cây ngũ sắc nha cô chú anh chị. Mã số 15 là một cây ngũ sắc nha, thân 1 cốt. Form tàn thì rất là dày đặc luôn nha. Nè, nụ thì rất là nhiều nụ luôn. Cây này về mình làm cây dù được nha cô chú anh chị. Đây, cây này là có độ khó khăn luôn nha. Cây có độ khó khăn luôn nha. Cái củ thì rất là đặc luôn nha cô chú anh chị. Củ tròn do đặc luôn. Cái dòng đế này em đo hạo là 67 nha. Củ nè. Củ này về mình thay vô chậu mình nâng lên giùm em xíu nha. Đây. Củ rất là tròn luôn nha. Đế rất là quái luôn. Tròn tròn uống vụn vậy nè. Rồi mã số 16 xin giao lưu là 1 triệu 15. Mã số 15 xin giao lưu là 1 triệu nha. Hoành thân là 22. Tiếp theo mã số 16. 16 cũng là một cây giấy ngũ sắc luôn nha. Tông 1 cốt. Cây này có độ khó khăn nha cô chú anh chị. Nhánh chi lên rất là nhiều nhánh nha. Cây này cô chú anh chị nào mình phái tông 1 cốt hay khó khăn gì nào mà chi nhánh nhiều á, mình lựa mấy cây như thế này nè. Khi mà nhánh nhiều thì nó sẽ ra bông rất là nhiều luôn. Form tàn rất là dày đặc nha cô chú anh chị. Nụ nè, búp búp nè. Rất là nhiều nụ búp búp luôn nha. Cao 1m7, tán ngang 1m3. Tán ngang 1m33, hoành cái hoành ở đây là 14 tính 13 ha. Rồi mã số 17 em xin giao lưu là 650.000, em bao ship toàn quốc. Mã số 16, 650.000. Tiếp theo mã số 17. Cũng là một cây ngũ sắc luôn. Đây. Nụ bông búp búp nè, rất là nhiều luôn nha. Form tàn thì cô chú anh chị thấy nó rất là tròn luôn. Thân thì thân 1 cốt, có độ khó khăn luôn nha cô chú anh chị. Đây là mặt hoa nè, mặt hoa màu trắng phớt. Trắng hồng nè, nó rất là đẹp luôn nha. Cao 1m4, tán ngang 1m2, hoành thân 16. Mã số 17 em xin giao lưu là 600.000. Đế nè, rất là quá luôn nha. Xuống cây. Tiếp theo mã số 18 là một cây đại phúc nha. Đại phúc. Đại phúc bông này bông chùm chùm nha cô chú anh chị. Đây. Cao mà 1m, tán ngang 1m, hoành 20 nha. Các mắt kép này thì đã được nó liền lại với nhau rồi. Form tàn thì rất là dày đặc luôn nha cô chú anh chị. À, trong quá trình mà em vận chuyển á, nó hơi bị chạy gì này nè. Nhưng mà cái cây này thì đang liền hẹo rồi nha. Cây không vấn đề gì hết nha. Củ ở dưới thì rất là quái luôn. Rồi mã số 18 em xin giao lưu là 500.000. Em bao ship toàn quốc luôn nha. Khi ship, ship luôn cả chậu. Tiếp theo mã số 19 là một cây cam lửa. Cam lửa nè cô chú anh chị, giống giấy lửa nè, thường nó rất là siêu bông nha. Đây là dòng cam lửa nè, khi mà bông nó gộ thì nó sẽ dày đặc như thế này nè cô chú anh chị. Nãy là mấy cái cây ba màu lửa á, cô chú anh chị mình mua về mình chơi á, nửa bông nó gộ rất là nhiều luôn nha. Ba màu lửa rất là gộ bông. Cao là 90, tới ngang 90, hoành thân 14.
Cây này em cũng xin giao lưu là chỉ 350.000 thôi, em bao ship toàn quốc luôn nha. Khi ship em ship luôn cả chậu luôn. Tiếp theo mã số 20. Mã số 20 cũng là một cây cam lửa luôn nha. Đây mặt hoa cam lửa nè cô chú anh chị. Mặt hoa cam lửa rất đẹp nha. Cao 80 tới ngang 70. Hoành thân là 12. Mã số 20 em xin giao lưu là 350.000. Chỉ có 350.000 mà em bao ship toàn quốc luôn. Mấy cây này về mình trưng trước nhà trong dịp Tết rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Mặt hoa cam lửa nè. Tiếp theo mã số 21. Có chiều cao là 95, tán ngang 90, hoành thân là 17. Mã số 21 này cũng là một cây cam lửa luôn nha. Rồi mã số 21 này em xin giao lưu là 400.000. Chốt rất là quái đặc luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 22 cũng là một cây cam lửa luôn. Đây. Cam lửa nè cô chú anh chị. Mặt hoa cam lửa nè. Màu cam lửa nó rất là đẹp nha. Cao 80 tới ngang 70, hoành thân là 14. Rồi mã số 22 em xin giao lưu là 400.000. Em bao ship toàn quốc luôn nha. Tiếp theo mã số 23 cũng là một cây cam lửa luôn. Cam lửa đen này đang bứt nụ nữa nha cô chú anh chị nè. Cái nở nè, chùm chùm như thế này nha, nụ nữa. Cao 70 tới ngang 55, hoành thân 11. Mã số 23 em xin giao lưu là chỉ 300.000 thôi, em bao ship toàn quốc. Khi ship ship luôn cái chậu như thế này luôn nha. Tiếp theo mã số 27. Ủa? Tiếp theo mã số 24 là một cây giấy đại phúc nha. Đây, giấy đại phúc này ghép hai màu nha cô chú anh chị. Màu trắng phúc hồng. Ủa màu trắng và màu tím nha. Đại phúc hai màu, màu trắng màu tím nha. Đây, tàn tán nè, rất là dày đặc luôn nha cô chú anh chị. Phơm tàn nè, rất là dày luôn nha. Cao 1m24, tán nghiêng 1m25, hoành 24 rưỡi. Củ nè cô chú anh chị, thấy củ rất là đặc luôn nha. Rồi mã số 24 này em xin giao lưu là 750.000. Tiếp theo mã số 25 là một cây chiều tím nha cô chú anh chị. Chiều tím lá vàng nha. Cái mặt hoa chiều tím này nó rất là đẹp luôn nha. Chiều tím lá vàng. Cao 1m12, tán ngang 78, hoành thân 16 rưỡi. Mã số 25. Mã số 25 em xin giao lưu là 400.000. Củ rất là đặc luôn nha cô chú anh chị. Đế là như đế sổ vậy luôn nha. Cây chiều tím. Tiếp theo mã số 26 là một cây tím bướm nha. Tím bướm này có độ khó khăn nha cô chú anh chị. Cao 87, tán ngang 80, hoành thân là 15. Mã số 26 này em xin giao lưu là 300.000, em bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 27 là em lên cô chú anh chị một cây chiên đỏ nha. Chiên đỏ lá nhỏ hả? Nụ rất là nhiều nụ nha cô chú anh chị. Kính nụ hết nha. Đây, nụ búp búp nè, ghê rất là nhiều, hoa nở cũng có luôn. Cao 1m3, tới ngang 1m1, hoành thân 14. Mã số 27 em xin giao lưu là 600.000. Cái bầu em bứng rất là lớn nha cô chú anh chị. Khi ship tới cô chú anh chị mình nó không bị si cây nha, tới ngang là 35 luôn. Đường kính 35. Rồi mã số 27 em xin giao lưu 600.000. Tiếp theo mã số 28. Mã số 28 cũng là một cây trang đỏ luôn nha cô chú anh chị. Cây này là dáng tàn thông nha. Thông một cốt đi tới đỉnh đọt luôn. Trang đỏ. Đây. Thông một cốt nè cô chú anh chị. Phơm tàn vàng xương rất là dày đặc nha. Nụ nè búp búp ra rất là nhiều. Cao 1m5, tán ngang 1m7, hoành thân là 13.
cây có độ hốc khăn không nha cô chú anh chị. Độ hốc khăn của cây là 35. Rồi mã số 28 em xin giao lưu là 600.000, em bao ship toàn quốc. Tiếp theo mã số 29 cũng là một cây trang đỏ lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Form tàn thì em xem một vòng của chú anh chị mình xem nha. Nó rất là dày đặc luôn. Nụ búp búp thì lên rất là nhiều nụ luôn nè. Quá xá là nụ luôn nha. Bên em là màu đỏ đậm, đỏ tươi nha cô chú anh chị. Màu đỏ rất là đẹp luôn nha. Cao 1m3, tán ngang 1m1, hoành thân 16. Mã số 29 em xin giao lưu là 600.000 luôn. Hoành thân em đo sát gốc ở đây nha cô chú anh chị là 16 nha. Tiếp theo mã số 30 là một cây cam. Cam lá nhỏ nha cô chú anh chị. Đây bông búp búp nè. Nụ búp búp nè. Rất là nhiều nụ. Cây này em đã hừng chậu sống khỏe nha cô chú anh chị. Cam này về mình lấy mình bán trong dịp Tết này rất là đẹp luôn nha. Cây em đã hừng chậu sẵn luôn rồi. Mặt hoa màu cam á gì nè cô chú anh chị. Mình lấy giá sỉ thì em để rất là mềm luôn nha. Cho cô chú anh chị mình bán Tết. Cao 80, tán ngang 80, hoành thân 13. Em xin giao lưu là 400.000, em bao ship toàn quốc luôn nha. Này hơn một cốt khó khăn thấp ạ. Rồi, mã số cây cam cũng là phần cuối clip ạ. Trong clip lượt này em rất mong được sự ủng hộ từ cô chú gần xa dành cho nhà vườn em nha. Số điện thoại mua hàng với mặt 0706 961085 cũng như là số Zalo nha. Em xin chào, hẹn cô chú anh chị vào clip lượt sau ạ.